Minh Tú tha thiết nhờ cộng đồng mạng ghép ảnh và cái kết hú hồn. Mới đây trên trang cá nhân của mình, siêu mẫu Thùy Liễu Minh Tú đã chia sẻ bộ ảnh được cộng đồng mạng photoshop khiến nhiều người phải ôm bụng cười bò. Cụ thể, nữ ca sĩ viết, nhờ mấy đứa ghép cho chị anh nào men men, ủa rồi men chưa, men dữ chưa mấy đứa ơi. Từ một tấm ảnh gốc, Minh Tú đang ngồi tận hưởng cốc cà phê, trên hàng ghế có phần trống trải nên cô nàng mới nhờ cậy cư dân mạng ghép thêm anh chàng nào men men vào ảnh cho bố cục cân đối hơn. Thế mà qua tay các thánh photoshop, nàng mẫu bỗng được du hành đa vũ trụ. Nào là ngồi trên lưng trâu, rồi lại bay vào vũ trụ, thậm chí cô nàng còn vinh dự được ngồi cạnh những nhân vật mạng vô cùng nổi tiếng như cô Minh Hiếu hay BB Trần. Có tấm ảnh, Minh Tú còn được cộng đồng mạng cho hội ngộ cùng chung đội trưởng Khải của Sao Nhập Ngũ. Dù nhận về cái kết hú hồn, tuy nhiên Minh Tú cũng không quên gửi lời cảm ơn đến các fan, đồng thời tiết lộ bản thân được fan không nhịn được cười khi chứng kiến loạt ảnh này.